người cali ở mỹ sống rất là phong bạc nếu ai ở mỹ lâu năm đều biết về điều này điều này không đúng cho tất cả nhưng mà đa số những người ở cali thì họ rất là chú trọng về bề ngoài họ có thể bỏ ra những khoản vay rất là lớn để mua những chiếc siêu xe nhưng mà tối về họ có thể ăn bị gói là chuyện bình thường một phần lý do đó chính là người việt ở cali sống không được đoàn kết và họ lúc nào cũng ghen tị khi mà người khác có cuộc sống tốt hơn mình vì vậy mình khuyên các bạn việt nam sắp qua mỹ hoặc là mới qua Mỹ nên chọn những cái tiểu bang khác để sinh sống một cách thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Mình là Tân Trần, đi Mỹ dễ mà. Đi Mỹ dễ mà. Mình cũng khuyên bạn, em chứ không bạn. Anh cũng khuyên em là nếu như mà không có cái content á, thì từ từ mình làm cũng được, không sao hết trơn á. Mình đừng có làm những cái content mà mình đôi lúc mình cảm thấy nó 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 nó, nó, bạn làm những cái content mà bạn giống như cái kiểu bạn lấy tiền của người Việt Nam rồi Cái bạn cứ đi, đi uh, nói người, uh, người Việt Kiều thế này thế kia Mình thấy không có hay Cái gì nó mình phải hiểu biết, mình phải nói cho nó đúng Mình chơi là phải phe Chơi là phải nói cho đúng, nói cho nó có hai cái mặt đàng hoàng Đó. Xé thì nó phân ba loại Đã, Mọi người hiểu không? Ba loại có nghĩa cái loại thấp nhất là loại phổ thông rồi mới tới loại uh, luxury có nghĩa là, là sang trọng á. rồi loại thứ ba mới đến là siêu xe thì siêu xe á, uh, loại phổ thông á, thì các bạn thấy như toyota hay là uh, toyota camry hay là um, hyundai hay là kia đại khái như thế còn luxury á, là như bmw rồi mercedes rồi um, um, audi á rồi siêu xe thì nó 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 là siêu xe các bạn biết rồi Bentley hay là hay là Lamborghini hay là Ferrari hay là uh, McLaren đại khái như thế thì cái cái siêu xe nó phải nằm trong cái khoảng là mấy trăm ngàn cho tới mấy triệu đô à, thì mấy trăm ngàn tới mấy triệu đô á, khi mà người ta đã có cái tiền để người ta mua được cái đó những cái siêu xe rồi đó thì người ta không bao giờ người ta gọi là ăn mì gói trừ cơm đâu thì có nghĩa rằng là đó họ đã có tiền, họ mua cái chiếc siêu xe thì họ sẽ có tiền để mà trả. Là tại vì á khi mà các bạn mua siêu xe á nó giống như các bạn mua nhà vậy đó, người ta cũng check bạn là a à, người có thu nhập hay là không, hoặc là bạn là có một cái lý lịch tốt về tài chính hay là không thì người ta mới bán cho bạn chứ không có phải là ai mua cũng được nếu như mấy cái xe cũ đời cũ mà rẻ siêu xe mà đời cũ nó nó sẽ rẻ thì người ta có thể người ta không có check người ta không kiểm tra nhưng mà nếu như các bạn mua xe mới hoặc là gần mới mà mất tiền thì họ cũng kiểm tra cái lịch sử của bạn là làm là cái người có tiền hay là không đủ để trả tiền chiếc xe đó hay là không đó. À. cho nên rằng là mua một chiếc siêu xe nó thực sự không dễ nó không có dễ đâu mọi người cho nên á phải gọi là luxury thì ok, mình chấp nhận được, còn đã gọi là siêu xe thì bạn phải nên tìm hiểu và phải biết về nó nữa. chứ không có phải ai mua siêu xe cũng được. Một chiếc siêu xe mà mua về đóng thuế và lái biển số là bằng một cái chiếc xe phổ thông. Cho nên họ có tiền họ mới mua xe, còn cái chuyện mà họ à ăn mì gói hay không á là tại vì họ muốn tiện ăn nhanh họ không có thời gian chứ không có phải là vì họ cắt tiền dành dụm tiền ăn mì gói để mà trả tiền một chiếc xe ngày xưa đó là người Việt Nam mình á hắn có cái câu đùa rằng ở Cali á có nghĩa là ai mà đi xe Mercedes hay BMW á là thường là có cái gói mì tôm trong đó, thường thì có thùng mì tôm trong đó, là tại vì họ đùa rằng là à, ăn mì tôm để trừ tiền để trả tiền chiếc xe, còn siêu xe thì bạn không thể, siêu xe là bạn phải có tiền thực sự chứ không có phải rằng là chỉ là hoa hòe chỉ là phong bạc nhớ đó. Còn cái uh, chuyện mà phong bạc, cái chuyện mà làm màu, cái chuyện mà xe xua Thì đó là cái bản chất của người Việt Nam Chứ không có phải là bản chất riêng nói về người Cali đó. Thì cho nên rằng là người Việt Nam mình đi đâu cũng vậy Cũng muốn xe xua, cũng muốn ho hòa, hòa cũng muốn uh, khoe trương Đó là cái bản chất của người Việt Nam mình Và bên Cali hay ở Việt Nam nó cũng thế thôi thì mình thì không sống ở Cali nhưng mình vẫn nghe anh em bạn bè đùa cái câu như thế có nghĩ rằng là ai đi chiếc Mercedes hay là là uh, Audi hay là BMW nó sẽ có một cái gói mì tôm ở trong xe để cho nó 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 xếp tiền để Uh, tiết kiệm tiền để mà trả cái chiếc xe Mercedes hoặc Audi đó. Mercedes, Audi là rất là bình thường. Nhưng siêu xe bạn phải thực sự có tiền. Tại vì mỗi năm mà để bảo dưỡng cái chiếc siêu xe đó là cũng gần bằng cái tiền mà mua một chiếc xe phổ thông. Nhá. Yeah. Cho nên rằng là đừng có nghĩ rằng là ai cũng như mình. Có nghĩa là khi mà bạn nói bạn là luật sư ở Việt Nam, không sao hết bạn qua ở Mỹ đó, bạn nói bạn là luật sư mà bạn không phải đó là nó sẽ cho bạn cái là anh đi xa lắm, anh đi xa xa lắm. Nhá. Bye bye. Chơi cũng được, làm công việc của mình cũng được không sao, nhưng nhớ làm cái gì nó cũng phải cho đúng chứ không có phải là mình lấy tiền của người Việt Nam rồi đi nịnh bợ người Việt Nam hoặc là mình lấy tiền của Việt Kiều rồi mình đi nịnh bợ Việt Kiều như vậy không có hay chơi là phải phe nhé bye bye